Thưa quý vị, thưa các bạn, năm 2015, Việt Nam đã xuất khẩu gần 6,6 triệu tấn gạo, đạt giá trị hơn 2,8 tỷ đô la Mỹ. Trong 2 tháng đầu năm 2016, xuất khẩu gạo ước đạt 1,1 triệu tấn và đạt 445 triệu đô la Mỹ, tăng gần gấp 2 lần về khối lượng và giá trị so với cùng kỳ năm 2015. Các thị trường xuất khẩu gạo chính vẫn là Trung Quốc, Malaysia, Indonesia, khu vực châu Phi, châu Mỹ và châu Úc. Tại hội nghị bàn về các giải pháp phát triển thị trường xuất khẩu gạo năm 2016 trong khuôn khổ hội nghị tham tán thương mại năm 2016 do Bộ Công Thương tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh vừa qua, các chuyên gia trong ngành cho biết về thị trường nhập khẩu gạo của Việt Nam, Indonesia đã vươn lên là thị trường dẫn đầu trong tháng 1 năm 2016 với thị phần đạt 25,21%, tăng 120 lần về khối lượng và trên 100 lần về giá trị so với cùng kỳ năm 2015. Trung Quốc đứng vị trí thứ hai với 12,51% thị phần. Các thị trường có sự tăng trưởng mạnh là Philippines tăng hơn 16 lần về khối lượng và giá trị, đứng thứ ba về thị trường nhập khẩu gạo của Việt Nam, v.v. Để hoạt động xuất khẩu gạo đạt hiệu quả cao, Bộ Công Thương đã xây dựng đề án xúc tiến thị trường xuất khẩu gạo theo hướng củng cố duy trì những thị trường trọng điểm truyền thống, tìm kiếm mở rộng các thị trường mới tiềm năng. Sở dĩ mặt hàng gạo được chọn xây dựng đề án xúc tiến thương mại bởi đây là mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam. Đề án đã xây dựng chi tiết về việc triển khai các chương trình xúc tiến thương mại nhằm xuất khẩu gạo sang các thị trường mới như Hồng Kông, Trung Quốc, Philippines, Hoa Kỳ, Mexico, v.v. Một điểm đáng chú ý trong đề án này là dành nguồn kinh phí hỗ trợ cho các doanh nghiệp xuất khẩu lúa gạo thì Bộ Công Thương đề nghị hỗ trợ 100% kinh phí khi tiến hành các hoạt động xúc tiến thương mại. Bộ Công Thương rất là hỗ trợ cho doanh nghiệp trong cái việc mà tìm kiếm thị trường xuất khẩu, khai thác cái thị trường xuất khẩu. Trong thời gian tới thì mình cũng đề nghị là nói chung là các cái cơ quan tham tán của Bộ Công Thương tại nước ngoài cũng nên đẩy mạnh các cái công tác xúc tiến thương mại về gạo mạnh hơn nữa. Tìm kiếm những cái đối tác, nói chung là những cái thương nhân và cung cấp kịp thời những cái thông tin của những cái nhà nhập khẩu ở tại cái bản địa. Gạo cấp cao thì gạo trắng hạt dài chất lượng cao của mình đã chiếm khoảng 27% là ra thị trường thế giới. Và gạo thơm là đã chiếm đến nay đã chiếm 23% ra thị trường thế giới. Quý 1 năm 2016 này sẽ có một cái kế hoạch hành động rất là cụ thể của Hiệp hội Lương thực Việt Nam. Nội dung bao hàm của nó là đưa các doanh nghiệp của Hiệp hội và Hiệp hội ra phía trước để có vai trò dẫn dắt trong cái thị trường gạo của Việt Nam trong thời gian tới. Tuy nhiên, theo các doanh nghiệp tham dự hội nghị, năng suất chất lượng lúa gạo của Việt Nam năm 2016 dự báo sẽ chịu tác động của biến đổi khí hậu, đặc biệt sự xâm nhập mặn đang lan rộng tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Ngoài ra, lúa gạo Việt Nam còn phải cạnh tranh từ các nước xuất khẩu gạo lớn như Thái Lan, Ấn Độ, Pakistan và các nước xuất khẩu gạo tiềm năng đang có những bước tiến mạnh mẽ như Campuchia, Myanmar, nên cạnh tranh sẽ diễn ra không chỉ về giá xuất khẩu mà còn ở chất lượng, thương hiệu. Do đó, lợi thế về giá lúa gạo của Việt Nam sẽ khó khăn hơn. Trước đề xuất của các doanh nghiệp trong việc xúc tiến thương mại phát triển thị trường lúa gạo trong thời kỳ hội nhập sâu rộng như hiện nay, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đề nghị Cục Xuất nhập khẩu Bộ Công Thương tổng hợp lại thông tin của doanh nghiệp, làm việc cụ thể với các thương vụ từng thị trường để có hướng xuất khẩu kịp thời. Đồng thời, Bộ Công Thương sẽ tranh thủ sự hỗ trợ từ các ngành liên quan để có hướng giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp. Liên quan đến việc cung cấp thông tin thị trường, Thứ trưởng yêu cầu cần thiết lập kênh thông tin hỗ trợ cho doanh nghiệp, tư vấn giúp doanh nghiệp hiểu đối thủ cạnh tranh để tiếp cận được công ty phân phối ở nước ngoài. Chúng ta cần phải làm sao tổ chức kết nối chặt chẽ hơn và kịp thời hơn giữa các tham tán, các thương vụ với các cơ quan của chính phủ các nước sở tại, cũng như là các hệ thống các cơ quan đầu mối trong các hoạt động về nhập khẩu của thị trường, rồi các cái đối tác nhập khẩu thị trường chủ chốt của các cái nước đó, để từ đó chúng ta có cái sự phối hợp với trong nước, đặc biệt là thông qua hiệp hội để chúng ta có cái cung cấp thông tin kịp thời cho các doanh nghiệp. Cũng nhân dịp này, nhằm cổ vũ động viên các doanh nghiệp, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã trao bằng khen cho 22 tập thể và 44 cá nhân đã đóng góp vào thành tích xuất sắc trong công tác xuất khẩu lúa gạo niên vụ 2014-2015.